Rồi mình chào các bạn. Bữa nay mình đi ra vườn chuối. Mình sẽ chặt ra tạo lá chuối. Mấy cái chuối này cao quá, mình phải đi tìm cái chuối nào thấp thấp thôi. Này là cái gì? Nấm mèo ngâm nước. Gia vị gồm có nấm mèo nè, củ cà rốt nè, củ sắn nè. Củ sắn là củ sắn miền Nam chứ không phải là củ sắn là phai mì nha các bạn. Tôm nè, thịt nạc nè. Có cái mình bào ra mình có sắt luôn. Bào ra bầm lại cho nó nhuyễn không chứ. Sắt giống này hả? Ừ. Như vậy là tất cả các nguyên liệu thì nấm mèo, củ cà rốt với lại củ sắn thì giờ mình bào ra xong bầm nhỏ. Dắt giáo đó thì nó bỏ vô. Củ sắn dắt kéo nước à? Củ sắn thì nó nước nhiều cho nên mình phải dắt cho nó khô nước rồi mới bỏ vô. Nãy giờ mình lấy vô bột á, cái nhân của nó ướt á, nó bị chảy bột. Này nhân thật là giá này được. Nhân thiệt là gáo hoặc là nhân thiệt là khô mà nó cũng giống nhau á. Gáo. Gáo với khô. Khô gáo. Tôm mình cũng sắt ra nhỏ nhỏ luôn. Thịt heo mình nhỏ luôn hả? Ừ, sắt hạt lựu nhỏ nhỏ. Thịt heo sắt hạt lựu nhỏ nhỏ luôn. Vậy là giờ mình bầm cái củ hành tím này để ướp vô cái phần thịt với lại phần cái phần tôm. Còn cái phần rau củ đó thì không có ướp. Có bột ngọt nè, hạt nêm nè, đường nè. Dầu hào. Dầu mè. Rồi sau đó trộn lên. Món này thứ mà bữa mình thay vì mình luộc mà hôm nay mình hấp á hả? Ừ. Hấp trong lá chuối á, nó gáo nó ngon nó thơm. Bán bánh bột lọc ngay, bánh bột năng. Lá chuối một nắng, lá chuối phơi một nắng cho nó héo héo.
Đây chính là bột năng. Bột năng đa dụng. Bột này 400g. Dùng để làm bánh nha, vợ mình làm cái bánh như vậy nè. Bánh bột năng. Làm súp được nè. Làm bánh bột lọc nè. Và món chè. Bột năng gọi là bột sắn, tinh bột khoai mì hay là bột đao. Thành phần tinh bột khoai mì 100%. Ủa vậy là không phải làm bằng củ năng mà làm bằng tinh bột khoai mì. Mua cái bột này là nó chất lượng, nó mắc hơn ở ngoài gấp đôi luôn á. Nó chất lượng làm ra cái bánh nó ngon lắm. Còn bột này là mua bột gờ ở ngoài á, nó rẻ. Cái này 400g mà 13.000. Mà mua nửa ký này á, thì có mấy ngàn à. Có 8.000. Vậy bột này 400g 13.000 hả? Bột một tốt á, bột chất lượng á. Rồi sau khi thịt chín thì vợ mình cho mấy cái thành phần còn lại vô, nấm tay mèo, củ sắn này, với lại cái cà rốt này cho chín luôn hả? Cho chín luôn. Này khỏi nêm nữa, hồi nãy có nêm ớt rồi. Mình còn hấp nữa mà. Còn hấp nữa mà. Hấp cái bột đó, nó mau lắm. Xào nguyên chín rồi là hấp bột nó mau, chứ lên sống thì hấp cái bột á, đợi cái nhân ở trong nó chín là cái bột nó chảy ra liền, nó mềm dữ lắm mềm. Giờ mình sử dụng hai bột là 800g. Rồi giờ mình sử dụng nước sôi để mà lấy trùng nha.
mỗi ngày bỏ nguyên một mì á hả? Lúc đó là bụng mấy chục mà 100% tinh bột mì mà mấy chục luôn hả? Bột năng nhưng mà thành phần của nó là 100% tinh bột mì. Đây kéo cắt nữa mới lấy chuối làm hai. Nhìn là nắng nắng giống như bánh hoa dạ đúng không? Trời nắng nổ quá. Bột lọc bánh bột năng bột lọc là hấp chắc nó trong quá hả. Cái nhiêu? Cái 2.000 à? Cái 2.000 à? 1.000 mẫu à? 2.000 một bánh. Một dĩa 10.000 là 5 bánh. Này khỏi chát dầu hồi nó dính không? Chát cái dầu đó. Bánh này có lá chuối mà. Lấy lá chuối cho mày ăn chín. Lấy lên.
10 phút trôi qua rồi. Mình phải thử cái mình viết chính hay không. Mười bốn phút trôi qua, lá chuối nó chưa chuyển màu ta. Chưa, vậy là chưa chín. Rồi 20 phút trôi qua, giờ chúng ta gấp bánh ra. Đây là bánh sau khi mình lột ra. Thổi nguội rồi. Ai dữ như sao. Dai quá hả? À, nó dai. Giới thì làm bánh đó chứ. Nó lắm nè. Dứt vô cây lá. Đậu xanh chép. Mà chép đậu xanh lên thì lấy dưới vô con lá rồi vuốt 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 cho nó khuấy à, 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 tao làm hoài cho tụi mày ăn. Làm bánh đó đó. Kêu con làm bánh đó, cái tao đi bán ở nhà. Chị hai mẹ à, mà thằng chín, thằng cũ rồi mấy xuống, mấy đứa bà cô mẹ xưng xuống bưng ra hết trơn. Có nhiều bưng ra hết, khoai lang nấu một nồi để nhà cho nó ăn, nó cũng bưng ra cho tụi nó ăn hết trơn. Nhỏ hả? Ừ. Bưng ra hết trơn vậy chứ không có chừa lại củ nào hết trơn, bưng hết vậy. Làm béo khoái hả? Béo khoái bột xong rồi cái sạch 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 cái mút lên trên cái lá. Như bột khoái bột, đặc đặc chứ không phải sạch sạch. Sạch mì mà để lên nó chảy. Nó trùng rồi, xong rồi hả chị? Chút khi con hử, chút con phải hử. Chút xanh rồi, đậu xanh nóng rồi chét lên, chút chút. Mà cái bột qua cho nó dẹp dẹp vậy đó. Làm nước mắm ăn không lên gói lại. Trời ơi, nước ngầu quá. Mới có ba đứa à. Cái này nếu mình đẹp nữa, cái nhân mình trộn tí màu hạt điều vô là nó sẽ đỏ. Nó sẽ đỏ rực rỡ lên. Nếu mình sẽ ăn thế này. Những cái mỏng thì mình nhìn thấy nhân nó rõ hơn nè. Cái giày thì nó không có thấy nhân. Mấy cái giày của chị hai đó. Cái gì là có thứ hai đó nha. Thì bữa hổm hôm qua nhà bạn con, xong rồi bạn con cho con ăn bánh này. Có không? Có. Bánh bột lọc ngon quá. Béo không? Béo lắm. Béo lắm hả? Bánh bột lọc ngon quá. Ngọt quá. Bữa này ăn không vậy chứ không có rau hả? Này ăn với rau giá rồi, rau giá mới ngon. Thì con lấy mấy cọng giá trong chưa để vô nè. Rau giá rồi để vô dĩa rồi cha nghe. Ăn vậy cho nó thơm. Con rau giá thì nó không ngán. Giờ chấm nó ngon. Chấm vậy nè. Ngon quen.
Dưa leo giống chừng còn á. Còn cháy. Bầm dưa leo vô anh. Ba không lấy dưa leo rồi. Lấy cái leo bầm cho ba nó nè. Dưa leo giá. Mịt dao gì nữa nè. Chọc mấy cái dữ vậy nè. Chọc cái gì leo đâu chị? Leo dưới bếp á. Dính rồi. Có thay dầu sao nó dính quá. Đây là phần của bé Quyên nha. Đây là phần của con. Bầm 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 á. Trẻ 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 ra đây. Trẻ bào chết vậy vậy. Trẻ 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 ra. Da bào cây dày cây mỏng. Trẻ xuống cái tắc. Muốn được con lộn. Rồi hay nó dính luôn rồi nè. Bỏ ra bỏ ra. Quyên này giờ mấy cái rồi Quyên? Một cái rồi. Rồi hai à nè. Cái này có gan không ngán rồi. Cái này mà ăn mà không có gan à, mất cổ à. Không có gan nha mặt. Chiên cho chị. Ui nãy ăn mấy cái rồi. Ai à, hỏi kêu năm cái. Cái là cái thứ 6. Đúng hả? Cái này cái thứ 4 mà nãy giờ nó ăn 2 miếng lá gì nãy nó ăn 2 cái bánh không nữa là 4 cái à. Em đồn nữa. À, hai cái này là hai cái nè, à. Hai cái vô một miếng lá. Hai cái vô một miếng lá phải 4 cái không? Giờ nãy ăn thêm hai cái nữa phải 6 cái không? Phải không Quyên? Không phải, hồi nãy con mở trong cây giờ này không phải, hồi nãy con mở ra, hồi nãy con mở này ra con cái thì con mở này ra có hai cái. Vậy là mới 5 cái à? Vậy là cái lá nó 5 cái. Không phải bên này. Dài dài phải. Không nhỏ nhỏ rồi, ăn hết thì dám cho đi nữa. Còn nó dài quá kìa. À, mà ăn gì nữa mà con con. Bye bye. Chấm nước mắm cho ông bà cậu chú. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bánh này bị thiếu giá giá hấp ha. Giá mà phải thiếu tại thức ăn gì đó. Giá phải hấp mới được. Ừ.